coi như là hai anh chị đã vượt qua hai vòng đầu tiên ngoạn mục luôn. Ban đầu em cứ sợ là anh chạm lợi Ngọc Tử, nhưng mà sau đó cái sự mà khéo léo nhanh nhẹn của anh dẹt cái bụng qua một bên, chạy lên, hóp bụng lại chạy lên chứ quánh cái chiên trước, và mình đã có những cái bàn chiến thắng ngoạn mục. Anh, Tết này nhà mình chuẩn bị gì anh? Đầy đủ, phải đầy đủ mới được. Bị có hai đứa nhỏ thành ra thịt kho trứng rồi là không dịch đó không anh? Thịt kho hộp dịch đó. Rồi có mời em qua ăn không? Củ kiệu em cũng có, nhà em tự ăn đi qua xin. Rồi bánh mứt thì đầy đủ anh? Bánh mứt đầy đủ hết trơn đó. Dạ, còn chị Lan Tết mình chuẩn bị gì chị? Thường thì lúc nào chị cũng có cái nồi khổ qua. Khổ qua dồn? Khổ qua dồn thắt lát. Dạ. Có nhiều người nói là khổ qua là khổ quá, tại sao mình phải ôm vô? Không, chị là khổ qua là coi như những cái khổ cho nó qua. Dạ. Lúc nào cũng phải có cái nồi đó. Mà chị tự nấu hết luôn hay sao chị? Chị tự nấu hết. Nhưng mà rồi những cái ngày cận Tết như vậy là nhiều khi chúng ta cũng phải đi diễn, có khi diễn tới cả đêm 30 luôn đó. Thì anh chị là thường là mình ngưng diễn trước đó mấy ngày để mình chuẩn bị cho cái Tết của nhà mình? Thường là nếu mà diễn sân khấu thì khoảng 24-25 đã ngưng rồi. Dạ. Đâu có diễn nữa. Nhưng mà còn quay hình hoặc là mình diễn quay thì có khi tới 28 đón giao thừa. Quay tới 28 nhưng mà tối 28 chị mới nấu. Dạ. Có như những lúc mà chị rảnh giống như 25-26 có thể là chị mua thịt chị đông vô tủ đông trước. Rồi chị mua khổ qua đồ để vô đó trước. Hay là sáng ngày 28 chị chạy ra mua cho nó ngon, rồi chị về chị dồn. Mà thường là hồi xưa má chị hay nấu tối 28-29 gì đã nấu rồi. Nhưng mà giờ không có. Chị sáng 30 chị mới nấu cho nó ngon. Có nấu bánh chưng không chị? Cái đó thì chị không biết. Cái đó toàn là được cho không à. Còn Thanh, có bao giờ anh đi diễn mà ngay cả đêm 30 mình vẫn phải đi diễn không kịp về nhà không anh? Hồi xưa còn chạy show đó thì đêm giao thừa vẫn còn đi diễn. Dạ. Chứ là đêm giao thừa thì cũng có nhiều nơi tổ chức những cái hoạt động và nghệ sĩ chúng ta vẫn phải phục vụ trong những cái thời điểm quan trọng đó. Đúng rồi. Cũng mong rằng là mình sẽ có một cái Tết nó đầm ấm, nó đoàn viên trọn vẹn với tất cả những thành viên trong gia đình của mình. Sau một năm mình cũng chạy, mình làm việc vất vả rồi thì vài ngày cuối năm ở nhà đón Tết cùng với mọi người ha. Đúng rồi. Dạ. Nếu như giờ anh chị mà thắng luôn cái vòng này nữa, tiền mang về trời ơi ngộp luôn. Quá trời luôn hả? Coi như là nguyên một cái Tết mình no đủ luôn. Ở đây sẽ có 3 câu ca dao. Trong vòng 120 giây anh chị sẽ phải giải đáp được 3 câu ca dao đó. Mà anh chị được mở ra tới 21 ô chữ. Vị chi một câu ca dao mở ra tới 7 ô. Phân nửa rồi còn gì. Nhưng mà một câu nó là bao nhiêu ô? 14. Dạ, mở 7, mở 7, còn 7 phân nửa rồi. Đúng không? Đúng một câu 20 triệu. À. Hai câu 40 triệu, ba câu em chơi sang em tặng 100 triệu luôn. Ồ. Mời các anh chị nhìn lên đây. Đó. Bây giờ mình chung thủy với lại cái hồi nãy mình chọn đi. A1, A2, A5, A6. A5, A6 hả? B1, B2, B8. Sao câu sao dài mà em lấy ít quá vậy? Đâu có được 7 chữ, 7 ô à. Bảy ý nói thay vì 7 ô rồi đó. A5 em để xuống B2, B7 cũng được vậy. Đó. À ha. Ờ. Bây giờ chị để A6 rồi, lấy B7. Bỏ A5. Bỏ A5. B7. Xong. Hai câu dưới sao anh chị? Ở dưới này cũng y vậy luôn. Y chang đi. Y chang vậy luôn. Chơi một cái phong thủy vậy thôi đó hả? Đó, phong thủy gì rồi. Đó. Photocopy. Đó. Đó, đó. Đó, thấy không? Có đầu có đuôi, có đầu có đuôi. Đó. Dạ, còn chính giữa là không biết phải không anh? Chính giữa ho khỏi. Hên xui. Dạ, em sẽ mở ô chữ và đọc gợi ý. Anh chị muốn trả lời câu nào trước cũng được hết trơn á, thấy câu nào nó dễ thì mình trả lời trước. Yeah. Yeah. Cố lên. Nếu như mà mình vô được luôn á thì nồi thịt kho hộp dịch mình làm mình đã cả sớm ăn cũng được. Còn nếu như mà hẻo hẻo một chút xíu, mình kho trứng cút thôi. Y kho trứng cút ngon hơn đó nha. Tự nhiên trứng cút mình lột cực hơn. Được nhiều trứng. Yeah. Rồi, chuẩn bị. Mở ô chữ. Câu 1, câu ca dao phê phán những kẻ lười biếng chỉ nghĩ đến lợi ích bản thân cá nhân. Ăn thì ngon. Ăn thì cũng muốn đồ ngon hả? Làm ăn thì cũng muốn ăn ngon hay đồ ngon? Làm thì chọn việc còn con mà làm. À. Ăn thì cũng muốn đồ ngon hả? Đồ ngon là ăn ngon. Cái chữ đồ đó là ăn thì cũng muốn ăn ngon. Không. Ăn thì cũng muốn cùng ngon. À. Làm thì chọn việc còn con mà làm. Sai một chữ, sai một từ. À, làm con thì này. Ăn thì sai câu trên á. Ăn thì cũng câu 2 nè, câu cái dao phản ánh nỗi lòng cha mẹ khi gả con làm dâu nhà người, trong đó có nhắc đến một món canh dân dã miền Bắc. Có con canh dân dã miền Bắc hả? Canh gì ta? À, miền ở ngoài Bắc hay ăn cần. Cần. Em có người miền Bắc em biết. Gần có con gần, có bác đem cho, có bác canh cần nó cũng đem cho. Có con mà gả chồng gần,
có à. Bác canh cần, nó cũng đem cho. Chốt chưa? Chốt. Chính xác. Cái câu dễ vậy. Đây là hai câu đầu tiên bài Lý Mười Thương. Một thương tóc bỏ đuôi gà, hai thương ăn nói mặn mà cứ duyên. Đúng không? Chốt. Chính xác. Ai câu một. Câu một hả? Câu một. Ăn thì chọn món, ăn thì cũng muốn ăn ngon hả? Ăn thì chọn món ăn ngon, ăn thì cũng muốn ăn ngon. Làm thì chọn việc, còn con mà làm. Còn con mà làm. Style câu đầu, style kế A3 đó. Ăn thì thay A3 đi. Ăn thì cũng muốn ăn ngon. Hồi nãy nói là gì? Style A3 và A5 đó. Ăn thì cũng muốn. Hết giờ. Tiếp quá, sai một từ một của chị. Đây, mời chị xem. Ăn thì những muốn cùng ngon, ăn thì làm thì chọn việc, còn con mà làm. Còn câu 2, câu 3 thì anh chị đã đoán đúng. Có con mà gả chồng gần, có bác canh cần nó cũng đem cho. Một thương tóc bỏ đuôi gà, hai thương ăn nói mặn mà có duyên. Đúng 2 câu. 40 triệu đồng. Yeah. Hôm nay rất là vui khi được anh Thanh với chị Lan ghé tham gia chương trình. Chị có cảm xúc như thế nào với chương trình ngày hôm nay ạ? Rất là vui. Thứ nhất là mình được gặp mọi người nè. Rồi được cười với anh Thanh, cười mà cười chảy nước mắt luôn á. Cười, nói chung là mình cười mà mình không có tốn tiền. Một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Mà vô đây được cười quá trời cười luôn, cho nên rất là thích. Thua cũng thích nữa. Mà cái này mình đã thắng. Dạ. Cho nên là chị còn thích gấp đôi luôn. Dạ. Còn với anh Thanh sao anh? Trời ơi, anh thì quá thích cái chương trình này rồi. Nghe nói mời tới anh mừng lắm. Dạ. Chứ nghe nói mời mà quay Tết luôn. Nó thành ra khoái liền. Anh biết không, nhiều nghệ sĩ á, khi mà nghe nói mời tới chương trình sao hai chữ nghe sợ. Nói ủa, rồi lỡ như tôi vô tôi không hay chữ rồi sao. Nhưng mà rõ ràng khi ai đến đây chơi cũng có cảm giác giống vậy hết trơn á. Rất là vui. Ngay cả mình thua đi chăng nữa, mình cũng thấy rằng là có rất là nhiều những cái điều bổ ích mình đã học được từ chương trình. Đặc biệt là mình nhớ lại những câu ca dao mà nhiều khi mình quên đi, hoặc là nào giờ mình chưa bao giờ mình nghe đến luôn. Đúng rồi. Dạ, đó có là những cái câu điều... chị chưa nghe đó. Dạ. Đó là cái điều mà chương trình muốn mang đến cho những người chơi đó. Hôm nay anh chị đến đây thì em sẽ có hai cái bao lì xì mừng tuổi. Cái này gọi là mừng tuổi chứ phải lì xì. Rồi dạ, anh thay mặt anh cảm ơn Đại Nghĩa và chương trình. Dạ, này em gửi chị Lan. Cảm ơn chương trình, cảm ơn Đại Nghĩa. Dạ, cảm ơn hai anh chị đã đến với chương trình ngày hôm nay. Bây giờ hai anh chị có một câu chúc Tết nào dành cho khán giả trước khi chúng ta chia tay nhau nè? Thanh xin cảm ơn chương trình Sao Hay Chữ đã đưa Tâm Thanh đến đây để trước là giữ cái chương trình này phát ngay cái ngày Tết. Thanh rất vui bởi vì xin chúc cho bà con xem chương trình được hạnh phúc và dồi dào sức khỏe và làm ăn phát tài. Dạ, cảm ơn chị Lan. Ngọc Lan xin cảm ơn quý vị khán giả xem đài, cảm ơn chương trình đã cho Ngọc Lan đến đây để tham dự một cái chương trình rất là hay, có kiến thức, rất là vui. Thì Lan sẽ xin chúc tất cả mọi người một năm mới được an khang, thịnh vượng, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Dạ, cảm ơn anh chị rất nhiều. Và thưa quý vị khán giả, lời chúc vừa rồi cũng xin khép lại chương trình Sao Hai Chữ ngày hôm nay. Và đó cũng là cái điều mà chương trình mong muốn gửi đến cho quý vị khán giả vào những ngày cuối năm như thế này. Mọi người bước vào một năm mới thật nhiều sức khỏe và làm ăn dồi dào phát đạt quý vị nha. Chương trình Sao Hai Chữ do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối cùng với công ty truyền thông Bi thực hiện và phát sóng hàng tuần vào lúc 20:30 thứ ba trên kênh HTV7. Còn bây giờ thì Đại Nghĩa, chị Ngọc Lan, anh Tâm Thanh xin chào và hẹn gặp lại. Tạm biệt. Nhân ngày mùng 4 Tết thì vẫn còn không khí xuân tràn ngập, cho nên Đại Nghĩa mong muốn gửi đến cho quý vị khán giả một chương trình thật hấp dẫn, thật đặc biệt. Chúng ta hãy cùng xem lại những hình ảnh của các thí sinh mà họ là những người cũng quen thuộc với chúng ta, những bạn trẻ, những người nghệ sĩ.